Ba anh em cùng đỏ trông thân nhau nhỉ? Thân này nể lo. So sánh bánh que dùng sô-cô-la của các nước, chính ra tôi không biết loại nào là loại original sáng tạo ra loại bánh này đâu nhé. Hàn, Nhật, Thái, Pepero, Poki, Tiki. Gói của Thái nhỏ nhất, nhưng mà bánh của Thái lại to con nhất. Của Nhật thì lại mỏng xí xì. Màu sô-cô-la của Thái có vẻ là sữa nhất, trong khi đó của Nhật thì có vẻ là nhiều cacao nhất. Phần sô-cô-la của Thái cho cảm giác là nhiều sữa nhất, mà kiểu sữa bột béo, ngọt ngọt, nhiều đường, hơi khé cổ. Poki cho cái cảm giác là đắng rõ ràng nhất, cảm giác là nhiều thành phần cacao nhất. Phần sô-cô-la của Pepero cảm giác như kiểu là siro sô-cô-la, cũng đậm sô-cô-la nhưng mà nó kiểu ngọt ngọt, cũng cho một cái cảm giác là bùi bùi hơn một chút, như kiểu là có thêm thành phần hạt, hạnh nhân các thứ ở trong này. 90, 65, 230, tổng kết lại. Nếu về trải nghiệm ăn của tôi thích Pepero nhất vì nó có nhiều tầng hương vị hơn, nịnh miệng hơn. Poki thì hương vị kiểu uy tín với miệng, Tiki dần dã. Chưa sạch.